Xin chào tất cả mọi người. Cuối cùng thì mẫu sedan hạng sang đáng mong chờ nhất và cũng là một trong những mẫu sedan dễ tiệm cận nhất của Mercedes-Benz đã chính thức được ra mắt. Đó chính là chiếc Mercedes-Benz C-Class 2022 thế hệ hoàn toàn mới. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube AutoPro. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá chi tiết mẫu xe này nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói về kích thước một chút đi. Thì chuyển sang đời mới này thì nó có sự thay đổi nào hay không? Thì chúng ta sẽ tóm gọn nhanh. Thì chiều dài của mẫu xe này thì tăng thêm 65mm, chiều rộng thì khoảng 10mm và chiều cao thì hạ thấp đi một chút. Tuy nhiên điều đáng nói đó chính là về chiều dài cơ sở của mẫu xe này thì tăng thêm 25mm. Như vậy thì chiều dài cơ sở tổng thể của nó thì sẽ nâng lên là 2865mm. Đó, đấy là về kích thước. Còn về ngoại hình thì sao? Với bản thân mình khi mà nhìn ở thực tế phía bên ngoài thì nom về kiểu dáng thì nó không có quá nhiều sự khác biệt so với cả đời cũ. Nhưng khác biệt nhất đó chính là phần đèn cũng như là phần đuôi. Đó, thì bây giờ các bạn có thể thấy đây chính là một tiểu S-Class đúng không ạ? Tuy nhiên thì để mình bật cho các bạn về hệ thống đèn chiều sáng. Rồi, đây là hệ thống đèn chiều sáng như các bạn đang thấy. Thì đây là đèn Digital Light. Đây, như các bạn nhìn thấy đây có dòng chữ Digital Light. Đây là hệ thống đèn chiều sáng tân tiến nhất của Mercedes-Benz hiện nay. Thậm chí kể cả Mercedes-Benz S-Class vừa được ra mắt tại thời gian gần đây vẫn chưa được ứng dụng công nghệ đèn này, mà phải chờ tới một thời gian nữa thì mới được nâng cấp lên cụm đèn như đây. Về cụm đèn Digital Light này thì nôm na nó sẽ có cái hệ thống chiếu sáng gọi là chất lượng HD. Và tổng công suất của nó thì sẽ lên đến khoảng hơn 2 triệu pixel. Mình xin lỗi các bạn là hơn 2 triệu pixel. Đấy, thì tất nhiên đây là về mặt thông số. Còn về thực tế như thế nào thì các bạn hãy chờ xem trong bài đánh giá trải nghiệm chi tiết nhé. Đây là về hệ thống đèn chiếu sáng. Còn về mặt trước thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ có một phần mặt ca lăng đã được thay đổi hơn. Và cũng rất tinh tế khi mà đây như các bạn nhận thấy có những cái ngôi sao. Ngoài ngôi sao ba cánh lớn nhất là logo thì chúng ta cũng có thêm những cái ngôi sao nhỏ ở đây. Rất chi tiết. Và camera ở phía trước kết hợp với cả những cái cảm biến. Ở phía trước chúng ta sẽ có 4 cảm biến trước kết hợp với cả 2 cảm biến hông. Đó. Rồi, hãy nói về phần thân nhé. Về phần thân thì chúng ta sẽ có bộ mâm được thiết kế mới. Mâm ở đây có kích thước 19 inch. Và mặc dù kể cả phiên bản thấp nhất thì bạn cũng sẽ có tùy chọn là mâm từ 17 inch lên đến 19 inch. Và các bạn thấy thiết kế mâm này như thế nào ạ? Hãy để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra tại thị trường Việt Nam thì hiện nay sẽ được phân phối với 4 phiên bản. Đó là C300 First Edition đang đứng ngay cạnh mình đây. Đây là phiên bản nhập khẩu chính hãng. Sau đó thì sẽ có C300 AMG Line là phiên bản được lắp ráp trong nước. Rồi có C200 Avanga Plus và C200 Avanga thường. Thì Avanga thường sẽ là phiên bản base. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có tay nắm cửa thì mình hơi tiếc nó chưa phải là dạng thò thụt giống như S-Class mà nó vẫn là tay nắm dạng bình thường thôi. Kết hợp với đó thì chúng ta cũng sẽ có camera bên hông nằm trong gói công nghệ camera 360 độ. Và như lúc trước mình đã đề cập rồi thì chúng ta sẽ có một cái chiều dài cơ sở mới thì nó sẽ tăng thêm cái không gian bên trong. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau thử. Nhưng mà ở dưới này thì chúng ta cũng sẽ có thêm cái bộ kit. Đấy, nó sẽ được lồi hơn so với bên ngoài, nhìn cũng rất thể thao. Rồi, trước khi bước vào bên trong nội thất thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn nốt phần đuôi. Đây là một điểm mà theo mình thấy cũng rất đáng ăn tiền. Các bạn có thể thấy xe đang hơi bừa một chút thì vừa xong là vừa mới kết thúc sự kiện. Để các bạn hãy thông cảm một chút xíu nhé. Đây là cụm đèn hậu mới của C-Class 2022. Nhìn có giống Mercedes S không ạ? Giống đúng không ạ? Chỉ có điều một chút thì nó sẽ không có nhiều cái đường chrome giống như Mercedes S mà thôi. Đấy, toàn bộ là hệ thống đèn LED hết. Và dưới này chúng ta sẽ có 4 cảm biến sau kết hợp cảm biến hông. Nào, để mở cốp lên thì sẽ tự nhiên cốp điện ui ở trong này. Đấy, sự kiện các bạn có thể thấy. Rồi, hãy quay trở lại với chiếc xe nhé. Thì chúng ta cũng có một khoang thể tích chứa đồ vẫn rộng như vậy. Và vì xe sử dụng lốp run flat thì nên chúng ta sẽ không có lốp dự phòng đâu. Như là mình vừa mua xe ấy nhỉ. Rồi, chúng ta hãy cùng nhau bước vào bên trong nội thất. Mình đã bước vào bên trong nội thất của C300 AMG 2022. Thì nhìn chung một tiểu S-Class mà, thế nên ở bên trong nó rất giống với cả S-Class, phải nói thật là như vậy. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm qua từng thứ một nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ có một đồng hồ sau vô lăng kích thước 12.3 inch. Đấy, màu sắc thì rất là đẹp rồi. Và tiếp theo thì chúng ta có một màn hình giải trí mới kích thước 11.9 inch và đặt dọc rất lớn. Và vì cái màn hình này thế nên chúng ta sẽ không còn những cái hàng phím cơ để điều chỉnh
điều hòa, mà thay vào đó thì chúng ta sẽ sử dụng cảm ứng hết. Đây ví dụ như ở đây đấy, mình sẽ chỉnh này 16 đấy, lên này, quạt gió này đó. Điều hòa là điều hòa tự động hai vùng, đấy là về hệ thống điều hòa. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều thứ ở trên màn hình giải trí này, em mình cũng muốn cho các bạn xem. Ví dụ như là camera 360 độ nhá. Ví dụ để mọi người có thể thấy được camera 360 độ nó nét như thế nào. Đây là một cửa đang mở. Đó, các bạn đã thấy chưa? Đây cửa mở thì nó sẽ có cái màu đỏ ở đây, nó sẽ bị đen cái vùng bên này, nhưng mà mình đang quay ở trong sự kiện mà các bạn có thể thấy nó tái tạo hình ảnh được đến như thế này cơ. Wow. Thật sự về camera của Mercedes-Benz thì khỏi cần phải bàn. Đó, đây là về camera. Còn lại thì đây trong menu thì với phiên bản nhập khẩu chính hãng thì chúng ta cũng đã được sử dụng hết giao diện tiếng Việt rồi. Đó. À đây để xem, đây có nhiều thứ, ví dụ nhá. À lúc nãy mình có phát hiện ra, ví dụ như ở đây ta sẽ có một cái chế độ thư giãn đi. Thì ví dụ người lái hay là hàng ghế trước thì nó không phải là kiểu chế độ massage, mà chỉ đơn giản là nó sẽ nâng hạ cái ghế này để cho mình cảm thấy nó một cách được thoải mái thôi. À, mình vẫn mong chờ có cái tính năng massage để có những cái con lăn ở phần đệm lưng này thì nó sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên thì ở đây thì nó chỉ dừng lại mức độ như thế này thôi. Đó, còn về đèn trang trí nội thất thì có rất nhiều kiểu. Đây, hiệu ứng. Đây, có thể có sẵn. Và lên đến thế hệ hoàn toàn mới này thì chúng ta cũng đã có thêm nhiều vị trí đèn viền nội thất hơn. Đấy, rất nhiều. Đây, một màu các bạn có thể tùy chỉnh. Các bạn có thể thấy nó sẽ rất nhanh. Đây, ví dụ nhìn ở dưới này nhá. Đấy, màu sẽ chuyển rất nhanh. Và màu rất là mịn. Đây có lẽ cái điểm khác biệt nhất của xe sang so với cả mẫu xe bình dân. Rồi, tiếp theo nữa thì hãy nói về vô lăng này. Thì vô lăng này thực tế thì nó không phải là một thiết kế quá mới, bởi vì đã nhìn thấy trên E300 AMG mà mình đã có một video đánh giá rất chi tiết, mình xin để lại ở góc bên phải màn hình. Đó, thì vô lăng này thì cũng sẽ kết hợp cảm ứng, có cái thiết kế y hệt cả E300. Đây, ví dụ bởi vì hiện tại thì là đang hệ thống điện đây, mình sẽ ok, cái này bên phải thì sẽ sử dụng màn hình bên này, còn bên trái thì sẽ sử dụng giao diện ở đây. À, đây ví dụ như mình vào home này đấy, các bạn sẽ thấy nó sẽ rất nét đấy. Đây là những cái kiểu hiển thị giao diện khác nhau. Ừ, nhưng cũng hơi tiếc khi mà phiên bản C300 AMG Việt Nam thì sẽ chưa có HUD ở phía trước. Còn lại thì đấy, như các bạn đã thấy thì không gian rất là khác biệt, hay như kể cả cửa sổ trời đây cũng là kiểu dạng cảm ứng đấy, chỉ cần vuốt như thế này nào ra ngoài đó. Đấy, cửa sổ trời thì có cả ở phía trước và phía sau, nhưng mà phía sau thì chỉ là một tấm kính thôi. Rồi gương chống chói tự động. Nào, ở đây thì chúng ta cũng sẽ có sạc không dây. Sạc không dây ở đây và có thêm hai vị trí để nước. Cũng như ở đây thì sẽ là sạc Type-C chuẩn hết. Tại thị trường Việt Nam thì ghế sẽ có màu ghế đen cơ bản Antico màu đen, và màu nâu như các bạn đang xem ở đây là một tùy chọn. Rồi, có chúng ta ở phía trên này, à ngoài ra ở đây, ví dụ như cách các bạn điều chỉnh ghế điện thì nó cũng sẽ giống cả S-Class, hoàn toàn là cảm ứng hết. Các bạn thấy không ạ? Nó vẫn giữ nguyên ở một vị trí. Hay là kể cả tựa đầu. Đấy, đây, chỉnh ghế lên xuống này. Đó. Rồi kể cả cửa gió điều hòa thì cũng có những cái thiết kế rất mới. Đó, thì đây là những cái điểm mới ở trong khoang nội thất. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xuống hàng ghế thứ hai để xem là không gian khi mà đã được tăng thêm cái chiều dài cơ sở thì nó sẽ khác như thế nào. Đây, khi mình đã xuống hàng ghế thứ hai thì theo công bố của nhà sản xuất thì chiều khoảng sáng đầu thì sẽ được tăng thêm khoảng 15 mm, trong đó thì về khoảng trống đầu gối thì tăng thêm 20 mm. Với bản thân mình nếu mà ngồi như thế này thì cũng ổn, và vì xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau nên đây như các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái ụ khá lớn. Thì đây cũng là những điểm rất là quen thuộc trên những cái mẫu xe ở thế hệ trước rồi. Đó, nhìn chung thì ngồi cũng thoải mái, đây có thêm rèm che nắng, cửa sổ trời, bệ tì tai như thế này thôi, và thêm cửa gió ở phía sau. Rồi, nào hãy cùng nhau đi ra ngoài để nói về động cơ. Tại thị trường Việt Nam thì C300 AMG thì sẽ được sử dụng mã động cơ là M254 và cho công suất cực đại đạt
là 258 mã lực kết hợp với cả một động cơ điện EcoBoost sẽ cho mô men xoắn cực đại đạt 400 Nm. Đây là một con số rất bất ngờ bởi vì so với cả thế hệ trước thì nó đã tăng thêm 200 Nm cơ. Những 200 Nm, và xe thì sẽ sử dụng với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau như lúc trước mình đã đề cập. Ngoài ra thì với những phiên bản cấp thấp hơn như là C200 Avanga thì sẽ sử dụng động cơ 1.5 lít tăng áp và sẽ cho công suất cực đại đạt khoảng 204 mã lực và 300 Nm mô men xoắn, cũng là hộp số tự động 9 cấp. Và sẽ có rất nhiều người hỏi rằng tại sao có C300 First Edition ở đây mà lại có cả thêm C300 AMG Line. Thì bởi vì thực tế C300 AMG Line là phiên bản sẽ được lắp ráp trong nước, còn đây là phiên bản nhập khẩu chính hãng. Và phiên bản lắp ráp trong nước thì phải đến tầm tháng 8 thì mới giao đến tay khách hàng. Thế nên khoảng từ thời gian này cho đến tầm tháng 8 thì các bạn sẽ mua được mẫu xe này với mức giá là khoảng 2 tỷ 400 triệu đồng. Và xe thì được nhập khẩu chính hãng. Và mình tin rằng khi mà đã bắt đầu bước vào lắp ráp rồi thì sẽ không còn phiên bản nhập khẩu này đâu. Thế nên hãy nhanh tay lên. Còn lại thì mức giá bán cụ thể của 3 phiên bản sau thì mình xin phép để ở phía bên dưới. Đó thì vừa rồi là một vòng chúng ta đã cùng nhau khám phá chi tiết về Mercedes-Benz C-Class. Cụ thể ở đây là C300 AMG. Thì các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Mức giá các bạn cũng thấy như thế nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, nhấn thích, đăng ký kênh YouTube AutoPro để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.